Sau sự im ắng một thời gian dài của thương hiệu BTS, BTS Hunter là một thương hiệu con của BTS ra đời. Mục tiêu của BTS Hunter là nhằm đánh vào thị trường giày thể thao cho giới trẻ bằng một chiến lược truyền thông đặc biệt và khác biệt. Thưa quý vị, khi nhắc tới thương hiệu BTS thì Phương Nguyên nhớ về tuổi thơ của mình với những đôi giày sandal rất chắc chắn. Bẵng đi một khoảng thời gian thì gần đây cái tên BTS được khá nhiều người nhắc tới, đặc biệt là các bạn trẻ, với thương hiệu BTS Hunter. Và quá trình vực dậy một thương hiệu truyền thống với những ý tưởng truyền thông khác biệt của một nhóm bạn trẻ chính là một câu chuyện thú vị mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong ngày hôm nay với khách mời của chương trình. Đó chính là anh Nguyễn Phú Cường, là trưởng nhóm nhãn hàng của BTS. Lời đầu tiên thì Phương Nguyên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến anh Phú Cường đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Phương Nguyên và đại diện cho BTS, thì Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất cho tới tất cả quý vị khán giả. Thật sự ra thì cũng phải một khoảng thời gian hẹn hò thì ngày hôm nay mới có được cuộc trò chuyện này cùng với anh Phú Cường. Chắc hẳn là BTS hiện tại đang khá bận rộn với những dự án và những kế hoạch truyền thông sắp tới đúng không ạ? Thật ra thì Phương Nguyên đoán khá chính xác. Thì 2018 BTS và BTS Center nói riêng sẽ đặt ra là một cái năm bản lề mà còn dài hạn hơn và bền vững hơn. Cho nên là cũng có khá nhiều hoạt động cần chuẩn bị. Vâng ạ, như vậy là BTS cũng đã có những cái kế hoạch truyền thông dài hạn và trước mắt là cho năm 2018 với BTS Hunter. Nhưng trước tiên thì Phương Nguyên xin được bắt đầu với một câu hỏi mà chắc hẳn là quý vị khán giả ở đây chúng ta cũng đang khá là thắc mắc, khi mà BTS đã lựa chọn một cái chiến lược truyền thông gắn với một nhãn hàng dành cho đối tượng trẻ và đặt tên là BTS Hunter, có nghĩa là gì ạ? Thì đầu tiên là BTS Hunter được sinh ra là để đánh vào đối tượng là người trẻ. Bởi vì thương hiệu BTS mình cần thấy có một sự kết nối lại với cái đối tượng hiện tại bây giờ qua một cái dòng giày thể thao. Thì mình biết được rằng người trẻ Việt Nam ngày càng tự tin, họ khao khát, họ có tham vọng hơn. Họ luôn luôn là muốn trải nghiệm thứ mới, họ săn tìm những hành trình để từ đó cái trải nghiệm của họ được lấp đầy, cái thế giới quan của họ được lấp đầy. Họ chính là những cái thợ săn trải nghiệm. Thành ra cái nguồn gốc của cái tên Hunter, thợ săn, nó xuất phát từ đó. Vâng, thưa quý vị, với ý nghĩa và hình ảnh đó chính là thợ săn trải nghiệm thì BTS Hunter đã có những dấu ấn rất mạnh mẽ trong lòng của những vị khách hàng của riêng mình. Anh Phú Cường thân mến, vào thời điểm mà BTS Hunter tung ra chiến lược marketing truyền thông của mình, đó là vào những ngày cận Tết, thì có thể thấy là trong thời điểm đó nhiều những cái chiến lược truyền thông khá thành công khi đánh mạnh vào cảm xúc của cái khách hàng của mình với những cái thông điệp ý nghĩa về việc trở về đoàn viên. Vậy thì BTS Hunter đã làm gì để mình trở nên khác biệt, và liệu sự khác biệt đó có quá liều lĩnh không ạ? Ở trong cái trở về này, thách thức đặt ra là cái thương hiệu mà được mọi người nhắc đến nhiều nhất về nhà ăn Tết gia đình trên hết là Neptune. Họ sở hữu rất là mạnh và họ đã truyền thông cái này có rất là nhiều năm. Nhưng mà Neptune nói về câu chuyện là khi bước vào nhà, trở về nhà và đoàn viên, thì mới là mình thấy được rằng có một cái chỗ rất là lớn có thể nói về, đó là hành trình trở về. Cái việc mà từ đây bạn đi về nhà chưa có thương hiệu nào nói tới, mà nó lại cực kỳ liên quan đến BTS Center. Thành ra mình thấy được rằng là sẽ có một cái chỗ để mình có thể nói câu chuyện của thương hiệu một cách tốt nhất mà chỉ BTS Center có thể nói được thôi. Như vậy là khi mà mình đã có ý tưởng thì lại có một cái khó khăn trước mắt đối với BTS Hunter trong khoảng thời gian đó, đó là về cái ngân sách của mình. Vậy thì làm thế nào để vượt qua được những cái trở ngại? Mình phải có một câu chuyện thực sự là chân thực và chạm được tới cái con tim và của người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ. Vậy thì họ sẽ nhìn cái thông điệp này giống như là một cái tiếng lòng, chứ họ không nhìn như quảng cáo, thì họ tiếp nhận nó dễ hơn. Cái số 2 là ngân sách mình ít, thành ra là mình phải chọn làm một cái nào đó mà thực sự là lớn và hiệu quả bằng cách là dùng người nổi tiếng. Mặc dù có thể nói một cách cũng có cái chia sẻ thật lòng luôn là ở thời điểm đó cũng hơi sợ, bởi vì Sơn Tùng vốn gắn liền với lại một số cái scandal. Nhưng mà mình thấy được rằng là có một cái cơ hội tốt ở đó là mình gắn liền với Sơn Tùng, người ta có thể biết tới mình nhiều hơn một cách nhanh chóng nhất, bằng cách là mình đặt đôi giày vào trong một cái MV cổ trang của Sơn Tùng, lập tức là cái hiệu ứng là rất là lớn. Và ngay sau đó mình tung luôn một cái MV của Subin là Đi Để Trở Về, nhưng mà nó ngốn toàn bộ gần như là ngân sách marketing của BTS Center. Và cái đó đúng là một cái gọi là bài, một cái chiêu gọi là liều lĩnh. Nhưng mà khi thấy được rằng hiệu quả, mọi người chú ý về cái thương hiệu BTS sau bao nhiêu năm quay trở lại, mọi người trân trọng cái thông điệp Đi Để Trở Về của BTS, thì thấy được rằng đây thực sự là một cái thành tựu mình đạt được. Với riêng BTS Center thì đối tượng khách hàng chính là các bạn trẻ. Vậy thì chúng ta đã có những nghiên cứu gì để đáp ứng riêng cho cái dòng đối tượng khách hàng của mình đang nhắm tới ạ? Họ rất năng động, họ di chuyển liên tục và họ lướt gọi là điện thoại liên tục.
thì mới được rằng là cái mà có thể neo cái sự chú ý của họ lại, có một cái thông điệp mà thực sự ấn tượng là cái quan trọng đầu tiên. Cập nhật xu hướng, BTS Hunter chuyển lên cái nền tảng là kỹ thuật số, mạng xã hội rất là nhiều. Bởi vì ở đó khách hàng của mình, họ dành thời gian cả ngày ở đó. Mình dùng những kênh nào để mình tiếp xúc với họ, và mình dùng những cái phương thức nào để có thể gây chú ý với họ. Đó là cái mà mình làm sao để mình thắng được người trẻ. Tạo được tiếng vang lớn trên thị trường vừa là thành công lại vừa là thách thức của BTS. Rồi đây các nhãn hiệu lớn từ nước ngoài và trong nước cũng sẽ có những chiến lược truyền thông lớn cùng với nguồn lực khổng lồ của họ. Về lâu dài, BTS phải bước qua được cái bóng của một chiến dịch quảng bá đơn thuần để chứng minh được Hunter không phải chiêu bán hàng hiệu quả mà là tiền đề vững chắc giúp thương hiệu nổi tiếng này tìm lại thời hoàng kim. Có thể thấy rằng là thị trường Việt Nam bây giờ cũng là một trong những cái miếng bánh béo bở của những cái thương hiệu nước ngoài. Vậy thì BTS Hunter đã làm gì để chúng ta có thể thắng thế và mang về những cái đối tượng khách hàng cho riêng mình? Ở BTS Hunter thì mình thấy được rằng là mình thừa hưởng một cái tên tuổi của một thương hiệu gắn bó 36 năm ở Việt Nam là BTS. Thì BTS Hunter tiếp tục, mình dựa trên cái nền tảng đó, mình làm sao để mình tiếp tục phát triển và đẩy mạnh cải tiến sản phẩm. Bởi mình biết được rằng ấy, cái việc mà sản phẩm được cải tiến có những công nghệ riêng của BTS Hunter và phù hợp với người Việt sẽ là cái nền móng vững chãi để mình có thể phát triển tương lai và cạnh tranh sòng phẳng với lại những thương hiệu nước ngoài. Mình có cái lợi thế bởi vì mình là người Việt, mình hiểu rõ được người Việt mình cần gì. Về cả mặt tính năng, về cả mặt mẫu mã thiết kế vẫn phù hợp với xu hướng chung của thế giới, nhưng làm sao để đại đa số quần chúng Việt Nam vẫn nhìn nhận đó là phù hợp với bản thân họ, vẫn là đẹp, vẫn là thời trang. Và cái số 3 chính là mức giá cả mà hợp lý với lại người Việt. Thì đó chính là tập trung vào việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ là cái nền móng vững chãi phát triển tương lai. Thế nhưng bây giờ bàn xa ra một chút xíu thì không biết là BTS Hunter đã bao giờ nghĩ tới việc mang thương hiệu Việt Nam ra ngoài thị trường quốc tế chưa ạ? Tại sao mình không mơ tới việc là đem một thương hiệu giày Việt Nam đến với thế giới? Trước mắt là đến với khu vực Đông Nam Á của mình. BTS trước giờ vẫn luôn là một cái đơn vị gia công cho những thương hiệu quốc tế. Tức là những sản phẩm của những thương hiệu chẳng hạn như Decathlon hay là Clarks, để có thể khẳng định một điều rằng là chất lượng của BTS đã có thể đạt tới cái tầm gọi là đẳng cấp quốc tế. Thì việc mà đưa BTS và BTS Hunter ra nước ngoài với một cái chất lượng mà đã được khẳng định sẽ nhằm không chỉ thể hiện được cái tầm sản phẩm của Việt Nam chất lượng như thế nào, mà còn đem cái niềm tự hào của người Việt phổ biến ra ngoài. Nhiều người cho rằng có một cái lằn ranh rất là mỏng manh giữa quảng cáo mang lại hiệu quả tốt để khách hàng yêu mến nhiều hơn về sản phẩm đó, hay là khiến cho khách hàng cảm thấy khó chịu và bực mình khi lúc nào cũng thấy cái sản phẩm này xuất hiện trên những phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy thì theo anh, chúng ta sẽ làm gì để có thể không lấn sân qua cái ranh giới rất là nguy hiểm và mang tác dụng ngược kìa? Ở trong thuật ngữ về mặt truyền thông quảng cáo nó có cái gọi là sự thật ngầm hiểu, hay tiếng Anh nó gọi là insight. Mình cần phải đào đủ sâu và một cái mức độ nào đó đủ rộng để mình thấy được một cái thông điệp, một cái nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng mà mình có thể sử dụng thế mạnh của thương hiệu, mình nói câu chuyện hay mình giải quyết cái vấn đề đó của khách hàng một cách tốt nhất. Thì tự động họ sẽ cảm thấy đây là một cái tiếng lòng mà họ được thương hiệu nói hộ cho, chứ không phải là một cái quảng cáo. Cái thứ hai là những cái hình thức mà quảng cáo xuất hiện nó cần phải có một yếu tố tự nhiên và dễ dàng đi vào lòng người. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn anh Phú Cường rất nhiều về những chia sẻ, những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị khán giả chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thương hiệu BTS Hunter. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo của chương trình Nhịp cầu doanh nhân.